Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề hôm nay, hội nghị trung ương Đảng định đoạt số phận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ngày 1 tháng 10 vừa qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã bất ngờ triệu tập hội nghị trung ương 6 sớm hơn dự kiến đến 2 tuần. Kéo dài trong 15 ngày, hội nghị trung ương lần này được thông báo chủ yếu sẽ bàn về quy hoạch lãnh đạo chủ chốt. Trên thực tế, ban chấp hành trung ương sẽ định đoạt số phận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hiện đang bị yếu thế trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế Việt Nam. Được đảng giao nắm quyền thủ tướng thêm một nhiệm kỳ vào đầu năm 2011, ông Nguyễn Tấn Dũng này giống như là đang trong tình thế chỉ mình treo chuông như mô tả của các nhà phân tích. Tuy ít có khả năng ông bị cách chức ngay bây giờ, nhưng theo nhận định của hãng tin AFP hôm nay, một điều chắc chắn là sau Hội nghị Trung ương lần này, quyền lực của Thủ tướng Dũng sẽ bị suy yếu nhiều trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế eo uột lạm phát tăng trở lại đầu tư ngoại quốc sụt giảm mạnh nhiều tập đoàn nhà nước bị thua lỗ nặng nề bề bối tài chính trong khu vực ngân hàng afp trích lời ông carl thayer một chuyên gia về việt nam tại úc dự đoán là sẽ có đụng độ giữa thủ tướng nguyễn tấn dũng với những đối thủ của ông mà cụ thể là phe nguyễn phú trọng trương tấn sang theo ông thayer có thể là ít nhất đảng cộng sản sẽ tìm cách giảm bớt những quyền hành quá lớn mà phe của ông dũng đã thâu tóm được vấn đề là không biết các đối thủ của thủ tướng việt nam có thể đi đến việc buộc ông từ chức hay không dầu sao trận đấu sẽ rất quyết liệt bởi vì ngay trong bài phát biểu khai mạc hội nghị hôm thứ hai vừa qua tổng bí thư đảng nguyễn phú trọng đã báo trước rằng ít có hội nghị trung ương nào có nhiều nội dung và dự kiến họp dài ngày như hội nghị lần này theo ông trọng những vấn đề sẽ được bàn và quyết định đều rất quan trọng và phức tạp chỉ trích gián tiếp năng lực quản lý kinh tế của ông Nguyễn Tấn Dũng, lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định là trong thời gian qua, chúng ta chỉ mới chủ yếu tập trung cho việc chèo chống đối phó với khó khăn tài chính ngân hàng mà chưa triển khai các biện pháp đổi mới mô hình tăng trưởng. Ông Trọng cho rằng, phải tiếp tục kiềm chế lạm phát nhưng phải tập trung ưu tiên cho ổn định, lành mạnh hóa kinh tế vĩ mô. Theo nhận định của AFP, chiến lược phát triển kinh tế của ông Nguyễn Tấn Dũng đã gặp nhiều thất bại ê chề. Chính ông đã thúc đẩy việc hình thành những tập đoàn công nghiệp theo kiểu Chaebol của Hàn Quốc. Nhưng một số tập đoàn như Vinashin hay Vinalize đã bị thua lỗ nặng nề, nợ nần trọng chất hàng tỷ đô la. Hệ thống ngân hàng Việt Nam thì đầy nợ xấu và việc tái cơ cấu ngành này đã bị chừng lại từ cuối năm 2011. Nhiều lãnh đạo ngân hàng đã bị bắt giữ và bị khởi tố trong vụ bê bối tài chính ở ngân hàng ACB, trong đó có ông Nguyễn Đức Kiên, một trong những người giàu nhất Việt Nam, và cũng là một trong những nhân vật thân cận với ông Nguyễn Tấn Dũng. Thứ sáu tuần trước, cơ quan xếp hạng tín nhiệm Moody's đã hạ bậc điểm của Việt Nam, cũng chính là do quan ngại về khu vực ngân hàng. Này các đối thủ của thủ tướng Dũng muốn ông phải trả giá về những thất bại đó. Nhiều trang blog cũng đang tập trung đả kích phe Nguyễn Tấn Dũng. AFP trích lời một cán bộ đảng cho rằng chưa bao giờ có một thủ tướng bị công khai chỉ trích nặng nề về thất bại kinh tế và tham nhũng như thế. Vì cán bộ này nói thêm đây là cuộc đấu giữa một bên là thế lực có tiền và bên kia là thế lực có quyền nhằm chống tham nhũng và làm trong sạch hàng ngũ đảng. Theo các nguồn tin từ nội bộ đảng, trong cuộc họp vào tuần trước, 14 ủy viên Bộ Chính trị đã không ra được một biện pháp kỷ luật đối với Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng, cho nên mới cấp tốc triệu tập Hội nghị Trung ương để bàn về việc này. Nhưng theo vị cán bộ đảng nói trên, sẽ rất khó mà cách chức được ông Nguyễn Tân Dũng.